Chào mọi người, chúng mình là nhóm nghiên cứu đề tài hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân trong không gian mạng. Cùng có hai tác giả đó là Nguyễn Hoàng Lan Anh và Trần Hà My, giảng viên hướng dẫn là Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương. Vậy hãy xem chặng đường trong cuộc hành trình đến với nghiên cứu khoa học của chúng mình như thế nào nhé. Vậy đó, cuộc hành trình nghiên cứu khoa học của chúng mình đã bắt đầu từ đây. Và quan trọng nhất, điều gì cũng đã đưa chúng mình gắn bó với đề tài này. Đây là bài đăng của tin tặc giao bán dữ liệu cá nhân người Việt. Hacker mô tả các thông tin là những dữ liệu chưa từng rò rỉ trước đây và mới được lấy trong tháng 7 năm 2022. Do trong dịp nghỉ, mỗi người một nơi nên chúng mình phải gặp nhau qua Meet, họp bàn ý tưởng với nhau. Tuy xa nhưng chúng mình đã cùng nhau cố gắng để hoàn thiện được đề tài nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, có khá nhiều khó khăn đối với chúng mình, đó là những ngày chỉ vùi đầu vào chữ và chữ, mọi người xung quanh đi chơi còn bản thân lại ở nhà hoàn thiện bài. Thấy nhiều người giỏi nên cảm thấy bản thân vô cùng tự ti và nhiều lúc muốn từ bỏ. Nhưng chúng mình cũng đã có suy nghĩ rằng mỗi khi bạn có ý định từ bỏ thì hãy nghĩ đến lý do mà bạn bắt đầu. Chúng mình đã cùng nhau cố gắng. Cuộc hành trình này có rất nhiều khó khăn, có rất nhiều thứ mới mẻ đối với chúng mình, nhưng điều đó không hề ngăn cản được sự đam mê về nghiên cứu khoa học. Chúng mình đã ngồi nghe nhau thuyết trình, cùng nhau sửa bài và động viên nhau để tạo động lực. Thành quả của chúng mình đã cố gắng cùng nhau. Và ngày bảo vệ cũng đã đến, ai cũng mang trong mình sự lo lắng nhưng cuối cùng đã thành công bảo vệ xong. Cuộc hành trình mới cũng đã bắt đầu khi chúng mình dự thi giải thưởng nghiên cứu khoa học Eureka, trải qua vòng thi poster, bán kết và rất vui khi chúng mình được bước tiếp vào vòng chung kết của giải thưởng. Cảm ơn thầy cô hội đồng trường và Viện Pháp luật Kinh tế Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội nói chung và cô Nguyễn Thị Thu Hương nói riêng đã luôn đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ chúng em. Cảm ơn ban tổ chức nghiên cứu khoa học Eureka đã tạo ra một sân chơi bổ ích giúp chúng em trao dồi những kỹ năng và kinh nghiệm. Và cuối cùng, cảm ơn những người đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng mình. Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của chúng mình. Bye bye!